Hello anh em, mà mình là Live Việt Nam đến từ cộng đồng Affiliate Việt Nam ha. Video này thì mình sẽ review cho anh em về cái khóa học tiếp cận và bắt đầu kiếm tiền với Affiliate Marketing của Chris trên KT City. Xem khóa học này có gì, kiến thức như thế nào và ai nên mua khóa học này. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về Chris, tác giả của khóa học này. Dành cho anh em nào chưa biết Chris là ai thì có thể tham khảo ở trên kênh Kiếm Tiền Center của Thế Khương ha. Thì Chris là người biên tập rất là nhiều những cái video trên này với những kiến thức cực kỳ hay, mà cá nhân mình thì đã học được rất là nhiều ở, từ Chris ở trên này rất là nhiều. Và mình đánh giá Chris là một người rất kiến thức rất là vững, làm rất là bài bản và chuyên nghiệp. Tiếp theo khóa học này thì có gì? Có 22 bài học, 6 giờ học, 425 người đang học. Mình cũng vừa mới hoàn thành xong toàn bộ cái nội dung. Thì đối với cá nhân mình á, những kiến thức ở trong này không mới, tại vì thực ra mình đã chinh chiến với Affiliate khá là lâu rồi. Nhưng mình nghĩ đối với những anh em mới á, thì những kiến thức ở đây rất là bổ ích, rất là thực tế ha. Tiếp theo thì anh em học như thế nào? Học online ha, chỉ cần có máy tính hoặc là điện thoại có mạng là lên học thôi. Ok, cho anh em xem cách trình bày khóa học như thế nào ha. Ví dụ như bài 5 ưu điểm. Đây. Anh em sẽ học qua video. Xin chào mọi người. Và Chris Chào trình mừng bày mọi rất người đến với là khóa. rõ ràng ở trên những cái slide này. Ví dụ như có những cái ứng dụng thực tế nào đó thì Chris sẽ sâu ra ngoài ha, những cái case thực tế bên ngoài. Ở trên video thì anh em có thể tua nhanh video đi, thể chỉnh HD. Ngoài ra thì ví dụ như anh em thấy cái kiến thức này mình biết rồi á, thì anh em có thể next qua bài học kế tiếp ha. Nhưng mà bắt buộc anh em không thể nào nhảy bài được. Ví dụ mình lấy ví dụ anh em đang xem bài số 1 ha, không thể nhảy qua bài số 3 được, bắt buộc phải xem hết bài số 2 mới nhảy qua bài số 3 được. Mình cá nhân mình nghĩ chắc KT City họ làm như vậy để cho anh em đi từng bước tránh nhảy cấp, tránh bị mất kiến thức ha. Vì mình nghĩ là họ sắp xếp khá là bài bản rồi, logic rồi. Thì kiến thức ở trên này hay không? Có thực sự bổ ích hay không? Thì như mình nói lúc trước á, đối với những anh em mới thì những kiến thức ở trên này rất là đáng để cho anh em, sorry, rất là đáng để cho anh em đầu tư xem ha. Những bài rất là hay như là các loại chiến dịch nè cho Affiliate Marketing. Từ cái bài này mà anh em newbie có thể phân biệt được là nên chạy chiến dịch nào, nên tránh chạy chiến dịch nào, cái cách vận hành của nó ra sao. Hay là những bài như là nghiên cứu từ khóa rất là bổ ích, và những cái kiến thức khó hơn như là cách làm Affiliate website. Làm affiliate với website là một cách làm thực sự là chuyên nghiệp và bài bản. Anh em tránh cái hướng là bị spam. Website cũng là một cái kênh mà mình luôn khuyên anh em nên làm. Và trong đó có ba bài cuối là checklist những công việc hàng ngày khá là bổ ích. Ok, tiếp theo thì mua khóa học này ở đâu? Và mua trên KT City với đâu? Anh em có thể vào cái đường link ở dưới mô tả của mình ha. Khóa học này có giá là 400 ngàn, khá là rẻ. Và anh em có thể thanh toán qua online, Momo hoặc COD, COD đều được ha. Cá nhân mình đánh giá thì đầu tư cho kiến thức là cái lĩnh vực đầu tư anh em không nên tiếc tiền ha. Chưa kể là 400 ngàn là một con số rất là rẻ. Ngoài ra những hỗ trợ như là anh em sẽ được truy cập vĩnh viễn nè, hỗ trợ từng câu hỏi nè. À, và một lưu ý là ở trên mạng sẽ có rất là nhiều người leak những cái kiến thức ở ra ngoài, thì anh em không nên ha, tôn trọng cái công sức của người làm ra khóa học này. Và thêm mình nghĩ nữa là một con số rất khá là rẻ. Khi anh em mua kiến thức ở bên ngoài thì anh em sẽ không được sẽ không được hỗ trợ đâu. Và thật sự là không hay khi mà mình không tôn trọng cái công sức của họ làm ra khóa học này ha. Thì tóm lại là đối với những anh em nào kiếm được khoảng 50 triệu một tháng, trên 50 triệu một tháng thì có thể là không cần mua. Nhưng mà đối với những anh em kiếm ít hơn, kiếm vài trăm, một hai triệu hoặc là chưa kiếm được đồng nào với Affiliate,
Thì mình nghĩ là nên mua khóa học này ha. Ok, anh em còn thắc mắc gì thêm thì cứ inbox qua cho mình sẽ hướng dẫn thêm. Chào anh em.